Thưa sư, nếu đã xuất gia mà bản thân có rối loạn tinh thần thì có nên hoàn tục? Ban đầu con tìm đến thiền với ý định chữa tâm trí, và sau đó con xuất gia và tình trạng rối loạn tinh thần của con ngày một nghiêm trọng hơn, với những triệu chứng liên quan đến nhận thức và ý thức như rối loạn tập trung suy nghĩ, nhầm lẫn trong trí nhớ, hiểu sai sự việc, vấn đề, hoặc có những suy nghĩ phi lý, nghi ngờ, tưởng tượng với mọi người xung quanh, cụ thể là những vị sư khác, nên có những cuộc cãi nhau trong công việc chùa. Lúc con hành thiền thì con thường rơi vào buồn ngủ và những suy nghĩ mê man. Mọi người thường nói con lười và bất cẩn trong công việc, và con biết do tình trạng tinh thần của con dẫn đến việc này. Xin thưa với quý vị, cái chuyện đầu tiên đó là tự mình phải quyết định cái con đường của mình nha. Tự mình phải quyết định chứ đừng có đẩy cái quyết định đó cho người khác thì đó là điều không nên. Bây giờ quý vị hỏi sư thì nếu như á mà sư nói là nên hoàn tục thì có phải là sư chịu trách nhiệm cho cái sự kiện này hay không? Hoặc nếu như mà sư nói là thôi không nên hoàn tục thì sư cũng phải chịu trách nhiệm cho lời nói này. Mà phải mà quý vị hỏi về giáo lý á, nha, hỏi về phương pháp hành thiền, hỏi về pháp học pháp hành á, thì sư hoàn toàn sư có thể chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái sự kiện liên quan đến cuộc đời của chính quý vị thì quý vị phải chịu trách nhiệm. Muốn tu tiếp thì cũng là do mình, mà muốn hoàn tục thì cũng là do mình. Đừng có đẩy cái củ khoai lang mà nóng này vô tay của sư. Ừ. Rồi. Riêng về cái trường hợp này đó thì là do cái tâm si của vị này nó quá mạnh. Chúng ta có 6 căn tánh là tham, sân, si, tầm, tính, trí. Do cái trạng thái si, do tâm si của vị này nó quá mạnh, cho nên nó mới dẫn đến những biểu hiện mà chúng ta thấy ở trong câu hỏi. Thì phải làm cái gì? Thực tế mà nói là việc hành thiền thì vẫn được, chứ không phải không được. Tuy nhiên, thực hành theo phương pháp nào? Thực hành có đúng hay là không? Sư không dám hứa, và cái này cũng không ai dám hứa cái chuyện là giúp được quý vị. Quý vị biết là ngay cả bệnh cũng thế, không có bác sĩ nào dám, một số căn bệnh không có bác sĩ nào dám vỗ ngực xin tên mà nói là tôi sẽ chưa khỏi. Tại vì có những căn bệnh bác sĩ cũng bó tay. Sư thì có một cái hướng, đó là sư có suy nghĩ thôi, một khả năng. Đó là việc hành tứ niệm xứ thì có khả năng phù hợp với mình nếu như mình vẫn muốn tu. Hoặc nó chỉ đơn giản là mình công quả chùa thôi. Mình trở thành người phụ việc chùa, mình công quả ở chùa. Còn nếu muốn thì mình có thể thực hành tứ niệm xứ. Nhưng mà sư xin thưa là một lần nữa sư nhắc lại nha, là sư không dám vỗ ngực xưng tên là sư có khả năng chữa, cho nên quý vị có chạy đến tìm sư thì sư không hứa. Và cái chuyện mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì phải thực hành một cách đúng đắn, chứ không phải là mình thực hành sai lệch mà được đâu. Thứ nhất, cho nên nó giống như đi chữa bệnh vậy. Vì đầu tiên là tìm đúng bác sĩ nè. Cái thứ hai là mình phải uống đúng thuốc đó. Chứ còn mình gặp sai bác sĩ, mình uống sai thuốc thì không có hết bệnh được. Cho nên ngay cả việc thực hành tứ niệm xứ thì cũng phải thực hành một cách đúng đắn, phù hợp với cái người mà nặng về cái tâm si. Đây là trường hợp mà cái si phần á, nó mạnh ha, nó trội. Còn nếu không thì chúng ta chỉ đơn giản là người phụ việc chùa thôi, thì do cái si của mình mạnh á, cho nên là
làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ đừng có suy nghĩ nhiều quá. Về mặt tích cực á, thì như thế này nè, dù sao đi nữa cái việc mà mình phụ việc chùa thì đó cũng là cái phước, chứ còn nếu như mà mình về đời á, thứ nhất là cái chuyện giữ giới nè, cái chuyện giữ giới mình không đảm bảo nè, cái thứ hai là cái cơ hội làm phước mình cũng không có nhiều, cái thứ ba là mình sẽ trôi lăn trong cái dòng cơm gạo áo tiền, rồi thì rất có thể mình tiếp tục mình tạo ra các cái nghiệp luân hồi sinh tử. Thì đó là cái lời khuyên của sư. Nó kẹt một cái là những người mà có tâm si mạnh như thế này, sư nói gọi là nói ám chỉ á nha, sư nói ám chỉ á, thì họ không hiểu, họ đòi phải nói thẳng thẳng tưng ra thì họ mới hiểu. Thì bây giờ muốn nói thẳng tưng ra cho cái người mà nặng về si này đó thì như thế này. Một là cái chuyện mà anh xuất gia hay là tiếp tục xuất gia hay hoàn tục là hoàn toàn tự anh quyết định. Anh không nên là đẩy cái quyết định đó cho người khác. Cái thứ hai là nếu như mà anh tìm được đề mục cái việc phương pháp thực hành tứ niệm xứ đúng đắn thì cái tâm si của anh có khả năng cải thiện. Cái thứ ba là nếu như anh không thực hành thiền thì anh hoàn toàn có thể là người phụ việc chùa. Cái thứ tư là nói gì thì nói, ở chùa mình vẫn có cơ hội làm phước, còn về đời thì cơ hội đó nó rất là khó khăn, và về đời thì đa phần mình sẽ tiếp tục tạo các nghiệp luân hồi sinh tử. Thì đây là bốn lời khuyên của sư.